Xin chào bạn, đây là một bộ bài của Lâu Qua. Một bài rất là bình thường thôi, một bài Tây. Nhưng trong đây là chứa toàn bộ tất cả các sản phẩm của Lâu Qua luôn. Tính đến thời điểm hiện tại là tháng 7 2020 nhé. Đây, các len của nó rất là nhiều. Nhưng mà ở đây thì đó, cho bạn xem. Lâu Qua thì sản xuất rất là nhiều len, và đây là trước mắt á, là các bạn có thể thấy là 12 mm T2.9 là len dành cho quay phim, là len cine á. Đó. Len cine thì Lâu Qua có 12 nè, 15, 9, hai con 9 luôn. 7.5. Rồi, len cine hiện tại thì Lâu Qua có nhiêu đó ha. Và đây là một con len siêu rộng kèm macro 1:1 và khoảng cách lấy nét gần nhất thế giới luôn, dành cho full frame. Đây là một con len macro này, nó bị ngược rồi. 60 mm f2.8 và con 65 mm f2.8 2x thì nó mới hơn. Đó. Hai con này thì dành cho tiêu cự crop, dành cho máy máy rớp là ABSC á. Đó. Con len này thì mình chưa biết. Đó. Ba con len này thì mình chưa biết. Con này thì là một hiện tượng, và người ta nói là phá đảo thế giới luôn, là vì con len này nó sẽ dành cho máy full frame, là cho các ngành là Sony full frame nè, Leica M, Nikon Z và Nikon L. 9 mm f 5.8 rộng nhất thế giới cho full frame, và nó sẽ cho ra tia 10 cánh rất là đẹp. Nó có hai màu như thế này, màu đen và màu bạc. À, con này là dành cho quay phim như hồi nãy, một tiêu cự tới 100 mm. Con này thì mình không biết. Con này thì hình như là đó, góc rộng nhưng mà nó mắc cá là tới 210 độ luôn ha, cực kỳ rộng. Con này là 15 F2. Con này là siêu rộng, con này dành cho các thể loại mà chụp hình siêu rộng cho ngàm Nikon Z nè. Và cho full frame Sony cũng có luôn. Đó, đó là Nikon Z, và này là Canon R. Này là dành cho Sony full frame Sony FE. Con này thì mình không biết. 105 F2. Đây, con này cũng ngon. 10-18 dành cho full frame. Rất là ngon và nhiều người dùng. Con này là macro 5x lận 25 mm F2.8, cực kỳ dài, nên dài quá trời dài luôn. Và nó sẽ dành cho full frame. Con này thì hình như theo mình nhớ là cũng là macro luôn. Đó, F2.8. Con này thì đỉnh cực kỳ, 24 mm F14. Con này thì một con len cực kỳ dài luôn và giá rất là đắt. Giá theo mình nhớ thì gần 40 triệu cho một con len này nè, len macro. Và đây là một con len siêu rộng, một con len mới của Lâu Qua, mình thì cũng biết thôi, mình chưa tìm hiểu qua. Đây là con len dành cho M43 7.5 mm f2, là len siêu rộng, len rộng nhất thế giới dành cho ngàm 4 M43. Nó sẽ có hai màu như thế này. Cái con mà bạn thấy nó vòng màu xanh như thế này á là cho M43. Còn cái con vòng màu đỏ như thế này á thì sẽ dành cho RON, là cho DJI á. Đây là cái con 9 mm f2.8 rộng nhất thế giới mà không bị méo, dành cho mấy cái máy mà rớp. Con lên này thì cực kỳ xịn, anh Di Tôm đã có review về con này rồi. Con này thì cho M43. Con này thì mình không rõ lắm, mình chưa biết. Cái này thì hình như là cái hút để này, cái này nè, cái này gọi là cái gì mình quên mất tiêu rồi ta. Tự nhiên quên mất tiêu. Cái này thì mình cũng không biết luôn. Đó, con len nãy 24 F14, len ba mươi mấy triệu ạ.
rất là nhiều sản phẩm mà mình thật sự là mình cũng chưa biết và mình lần đầu tiên mình thấy luôn. Nó ngầm chuyển cho từ Nikon F sang cho Sony E. Còn này là ngầm chuyển từ EOS M cho Sony E. Đây là hết rồi. Các hình của công ty là qua thôi. Hết rồi. Rồi, xin cảm ơn các bạn nhé. Nếu các bạn nào muốn mua lens lâu quá thì các bạn có thể vào bay của mình là bay Tisan Việt Nam, mình sẽ để ở đây, hoặc là lâu qua Việt Nam mình sẽ để ở đây luôn nhé. Và số điện thoại mình để ở đây. Rồi, xin cảm ơn các bạn.